trên địa bàn thị xã Mỹ Hào hiện đang tồn tại hàng trăm vi phạm hành lang giao thông. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Theo thống kê, hiện thị xã còn gần 500 vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, chủ yếu với hình thức như chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, chứa chất vật liệu, tập trung nhiều nhất là ở phường Bần Yên Nhân, phường Tị Xử, phường Nhân Hòa, xã Hòa Phong. Đáng nói là các điểm vi phạm không chỉ nằm trên các tuyến đường phố nhỏ đông người mà còn cả ở những tuyến đường giao thông lớn như quốc lộ 5, nơi có nhiều phương tiện lớn tham gia giao thông. Thị xã Mỹ Hào phấn đấu đến năm 2023 đạt đô thị loại 3. Thiết nghĩ cùng với việc xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang các tiêu chí thì trước mắt cần có biện pháp giải quyết dứt điểm các vi phạm trên.